Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hội trường Thống nhất Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lúc sinh thời, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải luôn dành tình cảm, sự quan tâm động viên đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Những tình cảm ấy luôn được cán bộ và nhân dân tỉnh ta ghi nhớ sâu sắc. Trong quá trình hoạt động công tác từ năm 1955 đến năm 1957, đồng chí Phan Văn Khải làm công tác giảm tô đợt 5 cải cách ruộng đất ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là ngôi nhà cụ Nguyễn Văn Đài ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, là nơi khi công tác ở Hưng Yên, đồng chí Phan Văn Khải thường lui tới sinh hoạt và cũng là nơi tổ chức lễ cưới của ông. Dù đã hơn 60 năm, nhưng những người dân ở đây vẫn nhớ mãi hình ảnh người cán bộ dân dã, hòa đồng và tận tụy với công việc. Ông cứ về đây thì đáng nhẽ thì ông cứ ở bên làm việc. Thế như bên này, này ông cụ bố chồng ấy có cái giếng đây này, cái giếng ông còn đây kìa. Thì là nước giếng trong, thì là ông lão chỉ sang đấy tắm nhờ. Thế mấy lúc ở bên này thì mát hơn bên ý. Đấy, nhà thì nhà cơ. Bây giờ còn này là danh. Thế là cụ sang đây thì là ông lão ngồi nhờ làm việc đây này. Thế ngồi ở đấy làm việc ở trong nhà thì có một cái anh bồng súng đứng cửa, ai vào phải qua cái anh ấy thì mới được vào ấy chứ. Thì còn chúng tôi thì cứ đi lại bình thường thôi. Đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, hình ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải luôn đậm chất Nam Bộ, rất thẳng thắn, giản dị, mộc mạc, chân thành, sáng tạo. Trong nhiều lần về thăm, làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngoài việc góp ý định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí dặn dò tỉnh luôn quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là những gia đình nghèo, đồng thời có những quyết sách tầm nhìn quan trọng tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Những năm mới tái lập tỉnh, mỗi lần anh nghe tỉnh ủy báo cáo hoặc đi kiểm tra trực tiếp, anh đều cho ý kiến như đường 39, cầu Yên Lạnh. Lúc đó tôi đề xuất với anh là đường 39 xin phép anh là mở 17 mét. Nhưng anh nói là trung ương không có vốn, cho nên là đồng chí bàn với đồng chí Bộ trưởng Giao thông là cứ làm cấp 3 đồng bằng. Và anh nói là tới sẽ cho làm tiếp một con đường bên kia vào sông Điện Biên, song song với đường này. Về điện thì lúc đó Hưng Yên là chỉ có một cái trung gian 10 phố cao, và điện từ ở Hà Nội về Hải Dương sang và Thái Bình sang. Cho nên là công nghiệp phát triển thì không có. Thế tôi báo cáo với anh là xin anh trung gian điện 220 ở trên phố Lối. Anh Khải đồng ý cho làm trung gian 220. Vì lúc đó là cái trung gian mà 220 là tới 25 triệu đô. Mà những năm 97, 98 thì rất khó khăn. Chính có cái trung gian 220 ấy, cho nên cái lượng điện của mình nó mạnh. Cho nên lúc đó là công nghiệp vào tỉnh ta. Về đê kè thì năm 1996 thì làm bão và mưa to, nước sông Hồng và sông Luộc đều lên báo động 3. Thế tôi có báo cáo với anh đi thăm đê và thăm cái kè Hàm Thử. Thì hôm đó là anh đi thăm. Về khu di tích như vậy là Phố Hiến và khu Hòa Thượng Lan Ông thì anh đi thăm. Và anh cũng có trao đổi với các đồng chí bên thường trực ủy ban là cái này bàn với lại Bộ Văn hóa đồng ý như vậy xử lý cho một số để mà sửa chữa khu di tích Phú Yên ngay từ những năm 97 và 98 và cái khu lưu niệm Hải Thượng Lan Ông ở Yên Mỹ. Cái bệnh viện thì lúc đó là về tỉnh chỉ có 250 giường, bệnh viện thì gặp rất nhiều khó khăn. Thì thường trực cũng báo cáo với anh ấy. Về thường vụ báo cáo thì anh cho ý kiến là cái này báo cáo với Bộ Kế hoạch, báo cáo với các anh Bộ Kế hoạch. Thì sau đó thì Bộ Kế hoạch và tỉnh báo cáo lên thì anh quyết định cho 3 triệu đô vốn ODA sửa chữa cái bệnh viện ở đây. Anh cho mở rộng cái bệnh viện trên phố Lối. Lúc đó là chỉ có 28 tỷ thôi. Mà lúc đó là có 200 giường. Bước đầu thì anh cho như vậy. Thế và trường học thì anh đồng ý là cho mở thêm các trường cấp 3. Chính nhờ những các cái vấn đề mình mở được đường giao thông ra với lại mở được cái trung gian biên thế như vậy, cho nên là cái khu công nghiệp của mình phát triển được.
Và anh đặc biệt là quan tâm đến khu công nghiệp Phố Lối, tức là dọc đường 37, dọc cái đường 5 đấy, dọc đường 5 đấy. Và anh nói là phải bảo vệ cái môi trường, đặc biệt là môi trường khi mình nhận những các cái dự án vào. Tôi thì có dịp được làm việc với đồng chí Phan Văn Khải tương đối nhiều. Cả một nhiệm kỳ tôi làm chủ tịch ban nhân tỉnh thì cũng là thời kỳ đồng chí Phan Văn Khải đang làm thủ tướng chính phủ. Tôi nhớ những ngày mới tái lập tỉnh, thì tỉnh ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Kêu gọi đầu tư lúc đầu thì cũng còn hạn chế. Lúc đó thì đồng chí Phan Văn Khải nhiều lần về tỉnh làm việc, và những lần họp hội nghị toàn quốc thì đồng chí Phan Văn Khải rất là ân cần, quan tâm và hỏi han những tình của tỉnh. Đồng chí có trao đổi rất là thân tình, cởi mở, và đúng là một đồng chí thủ tướng chính phủ rất là gần với cơ sở và gần với dân. Tôi nhớ lại cái ấn tượng lúc mà Hưng Yên vào câu lạc bộ nghìn tỷ năm 2002, thì thủ tướng chính phủ biểu dương tại hội nghị giao tại hội nghị kế hoạch toàn quốc năm 2002, thủ tướng chính phủ biểu dương phía Nam là Bình Dương và phía Bắc là Hưng Yên. Thì thủ tướng nói là hai tỉnh khó khăn như thế đã, nhưng mà đã vào một câu lạc bộ nghìn tỷ. Mà nghìn tỷ lúc đầu năm 2000 là rất to. Thế cho nên là tôi được thủ tướng yêu cầu phát biểu, động viên để nói sáng kiến về tiếp nhận đầu tư, tập trung thu ngân sách. Hai nữa là dấu ấn của thủ tướng rất lớn đối với tôi là khi mà Đảng nhà nước mới có chủ trương về miễn thủy lợi phí và miễn thuế nông nghiệp cho nông dân, thì về nghiên tôi vận dụng luôn, dùng cái thu của doanh nghiệp để miễn thuế, miễn thủy lợi phí cho bà con nông dân. Hưng Yên trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước là miễn thủy lợi phí, lúc đó là 39 tỷ của toàn tỉnh, và miễn sau đó là miễn thuế nông nghiệp cho cả dân của Hưng Yên. Mà chắc là lúc đó các ông chí biết là nhân dân trong cả vùng từ Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam đều biết. Khi mà đài phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng thì các tỉnh bạn đều biết cái sự kiện của Hưng Yên. Thực ra lúc tỉnh mới tái lập thì hạ tầng kỹ thuật của Hưng Yên rất còn hạn chế, nhưng mà được sự quan tâm của Đảng, chính phủ và đặc biệt là cá nhân đồng chí thủ tướng. Về cá nhân đồng chí thủ tướng thì tôi cũng nói thêm là vào những năm sửa sai cải cách thì đồng chí có làm công tác cải tạo tại phía Bắc Hưng Yên, đặc biệt là ở huyện Yên Mỹ. Cho nên là khi những lần đồng chí về thăm tỉnh Hưng Yên, đồng chí đều ghé thăm lại những gia đình trước đây đã từng nuôi dưỡng đồng chí ở thời kỳ cải cách ruộng đất. Nhưng từ tình hình với tỉnh Hưng Yên như thế thì thủ tướng rất là quan tâm giúp đỡ Hưng Yên về nguồn vốn và về kế hoạch để xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật. Tôi nói ví dụ cầu Yên Định, tôi phải nói thật là tại thời điểm đó mà không có sự giúp đỡ của thủ tướng Phan Văn Khải thì tỉnh Hưng Yên chúng ta chưa thể làm được cầu Yên Định, bởi vì nguồn kinh phí còn rất có hạn. Tôi nhớ lúc đó là thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên mỗi tỉnh góp 50 tỷ, còn đâu là ngân sách trung ương lo. Nhưng cuối cùng thì tỉnh Hưng Yên làm hoàn thành cam kết 50 tỷ vào chiếc cầu đó, và chúng ta đều hoàn thành xuất sắc từ khi khởi công đến khi khánh thành. Và khi khánh thành thì thủ tướng Phan Văn Khải đã về chia vui với hai tỉnh Hưng Yên và Nam, và thủ tướng trực tiếp cắt băng khánh thành cây cầu này. Và thủ tướng đánh giá rất cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã có công đóng góp rất cao để làm chiếc cầu này. Và cũng lúc đó thì tôi nhớ là nhờ sự giúp đỡ của thủ tướng, của các bộ ngành trung ương, thì chúng ta tranh thủ đầu tư được các hạ tầng kỹ thuật chủ yếu, ví dụ như quảng trường. Quảng trường lúc bấy làm chỉ có 47 tỷ từ đất lúa mà lên. Thứ hai là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Thứ ba là quốc lộ 39. Thứ tư là hai cái trụ sở lớn là trụ sở của tỉnh ủy và trụ sở ủy ban tỉnh. Mà hai cái trụ sở ấy làm lúc bấy giờ mỗi trụ sở chỉ có 35 tỷ thôi. Thì nếu bây giờ thì các ông chỉ biết là có lẽ bây giờ hàng trăm tỷ không làm được. Tôi rất ấn tượng là thủ tướng ngoài những lần về làm việc Hưng Yên thì những lần tôi tiếp xúc được làm việc kể cả công sở và nhà riêng thủ tướng,
thì Thủ tướng rất ân cần động viên thăm hỏi và có khó khăn gì Thủ tướng sẵn sàng giúp đỡ tháo gỡ để Hương Yên có điều kiện phát làm cái nền tảng cho Hương Yên phát triển trong năm sau. Đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ, nơi một thời công tác, đồng chí luôn dành tình cảm đặc biệt và đã hai lần về thăm huyện Yên Mỹ, nhất là tháng 4 năm 2000, khi huyện Yên Mỹ mới được tái lập để động viên nắm tình hình và chia sẻ những khó khăn với huyện. Thủ tướng thì cũng có nhiều điều rất quan tâm đến huyện để có ý kiến để tham gia chỉ đạo với huyện. Nhưng mà trong đó thì Thủ tướng quan tâm có mấy vấn đề lớn như này. Một là về công tác cán bộ. Thì Thủ tướng cho rằng là như cán bộ thì là gốc của mọi công việc. Một huyện mà mới tái lập ra thì nó rất nhiều cái công việc nó bề bộn mà nó đòi hỏi cái người cần phải có một cái đội ngũ cán bộ để làm sao lãnh đạo để phát triển được kinh tế xã hội của địa phương, của đảng bộ. Nên là Thủ tướng có căn dặn là phải tập trung để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái đội ngũ cán bộ từ ở cấp huyện cho đến cấp cơ sở. Thế cái điều thứ hai Thủ tướng quan tâm đó là phải tăng cường phát triển kinh tế. Thì phát triển kinh tế thì nó có hai vấn đề. Một là về phát triển nông nghiệp. Bởi vì cái lúc đó đời sống kinh tế của huyện Mỹ Văn trước đây nói chung và riêng huyện Yên Mỹ tách ra nói riêng thì kinh tế vẫn còn rất là khó khăn. Nên vấn đề để đảm bảo đời sống cho nhân dân, cho người lao động thì phải phát triển được kinh tế, không những về nông nghiệp, rồi về cả vấn đề về dịch vụ thương mại, cả về vấn đề công nghiệp. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đi xa, nhưng những kỷ niệm tình cảm sâu sắc của đồng chí vẫn mãi in đọng trong tâm trí của đông đảo nhân dân tỉnh ta. Mối quan hệ của bác Phan Văn Khải với lại bố tôi là cụ Phạm Trần Mô, chúng tôi biết đây là mối quan hệ tình đồng chí, đồng đội và tình anh em rất là đặc biệt, thủy chung. Tôi chỉ nhớ cái kỷ niệm là đặc biệt là những năm cỡ khoảng năm 1972, 73 gì đó. Những năm đó thì bố tôi hay đi những cái chuyến công tác để nghiên cứu quy hoạch kinh tế của các tỉnh miền Trung. Thì bác Khải là thứ chiều thứ bảy thì giúp bố tôi là hay lai mì sợi, thế rồi là nước mắm mang về cho mẹ con tôi, đạp cái xe đạp như vậy là ngày xưa gọi xe đạp xe trâu của Liên Xô, thế là về để chu cấp cho gia đình. Đấy là cái tình cảm rất đặc biệt. Trong cuộc đời công tác, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều ý tưởng công lao cải cách hội nhập, trong đó Thủ tướng chỉ đạo phải phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bỏ độc quyền các doanh nghiệp nhà nước và ra đời luật doanh nghiệp. Một người kế thừa, xây dựng nền móng kinh tế vững chắc để Việt Nam có thể hội nhập phát triển với kinh tế khu vực và quốc tế sau này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về dự lễ cắt băng khánh thành cầu Yên Lệnh năm 2004. Đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Hương Yên, Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo tâm huyết với đất nước, đã có công đưa đất nước phát triển kinh tế và hội nhập. Trong cuộc đời công tác, Thủ tướng đã gắn bó, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho tỉnh Hương Yên. Hình ảnh của Thủ tướng thật sâu đậm và cao cả trong cán bộ và nhân dân Hương Yên.